chú chó đã phát hiện và bắt con rắn độc khi nó mon men định vào nhà. Người chủ sau đó đã chạy ra hỗ trợ chú chó. May mà có chú chó nên cả gia đình mới an toàn. Một tình huống thử nghiệm, hai người đàn ông bắt cóc một cô bé và chú chó đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ của mình. Một nhóm người đang ngồi trên sàn nhà nhưng lại không phát hiện ra con rắn cho đến khi chú mèo tới và cắn nó. Người đàn ông giả đò đánh chủ của mình và chú mèo ngay lập tức nhảy từ trên giường xuống lấy thân hình nhỏ bé của mình để cứu chủ. Khi thấy chủ nhân của mình bị đánh, chú chó đã gầm lên tức giận dù đang bị xích vào cột. Sau đó, bằng sức mạnh của mình, nó đã giật đứt sợi xích để có thể lao ra bảo vệ người chủ. Con gấu đen xâm nhập vào nhà dân nhưng đã bị con chó chạy ra xua đuổi khiến nó tá hỏa phải leo lên cây chạy trốn. Cảnh quay từ trực thăng cho thấy những tên tội phạm đã bỏ chạy khi bị cảnh sát rượt đuổi, nhưng chú chó cảnh sát đã quật ngã được một tên. Tên trộm treo tường vào nhà nhưng sau đó phải nhảy ra vì gặp những chú chó dữ. Người chủ mang bầu được chú chó ở bên cạnh bảo vệ. Chú chó không cho bất kỳ ai chạm vào bà chủ đang mang thai của mình. Người chủ của những chú chó bị say rượu và nằm ra giữa đường. Hai chú chó đã nằm cạnh anh ấy, đợi cho đến khi anh ấy tỉnh dậy. Ngay cả khi có người tốt bụng muốn đánh thức anh, nhưng chú chó cũng xua đuổi họ vì sợ họ gây hại cho anh ấy. Cô gái đang ngồi bên thềm nhà thì con chó dữ lao nhanh đến, nhưng con mèo của cô ở trong nhà cũng lao nhanh ra để cứu chủ của mình không bị chó tấn công. Chú chó chưa từng bơi bao giờ trước đây đã anh dũng lao xuống hồ để cứu chủ vì nghĩ chủ của nó sắp bị chết đuối. Chú chó liên tục sủa để đe dọa những kẻ định tiếp cận cậu bé, bảo vệ cậu khỏi nguy cơ bị bắt cóc. Con khỉ này định bắt nạt chú mèo con, nhưng mèo mẹ bên cạnh đã nhảy ra hỗn chiến với nó để bảo vệ đứa con bé bỏng của mình. Đoạn video quay lại cảnh con mèo tấn công người trông trẻ vì nghĩ rằng bà ấy gây hại cho đứa bé. Tuy rằng chú mèo đã nghĩ sai, nhưng tinh thần bảo vệ chủ của nó rất đáng được khen ngợi. Tuy chú chó lớn gấp đôi mình, nhưng chú mèo vẫn nhảy ra khi chú chó định tiếp cận cậu chủ. Tuy đoạn video hơi rung lắc một tí vì người chủ video đang run sợ bỏ chạy, nhưng ta có thể thấy hai chú chó đã lao ra xua đuổi con hổ. Nhờ hai chú chó dũng cảm mà người chủ mới có thời gian để chạy trốn. Con báo hoa mai đang mon men kiếm đường vào nhà, nhưng chú chó đã phát hiện ra và sủa ầm lên đe dọa. Nếu không có chú chó phát hiện sớm, thì gia đình này có lẽ đã gặp nguy hiểm rồi. Con báo xâm nhập vào nhà tính ăn trộm đồ ăn, nhưng chú chó giữ nhà đã nhanh chóng lao ra, khiến kẻ ăn trộm phải chạy té khói. Đoạn video cho thấy một cuộc chiến không cần sức giữa con mèo nhỏ bé và ba con sói hoang đã đi lạc vào nhà. Con mèo đã thành công xua đuổi ba con sói. Video đến đây là hết rồi. Đừng quên tặng cho chúng tôi một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.